Mi. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 nữ mạng. Tổng quan. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 nữ mạng dự báo năm nay mọi việc phát triển thuận lợi. Năm 2022 Đinh Sửu không phạm Thái Tuế, được nhiều cát tinh phù hộ, tài lộc rộng mở. Sự xuất hiện của các tinh Bách Việt và Hồng Loan giúp cho sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn tốt hơn, có nhiều tiến triển khả quan. Nhưng đối với sức khỏe thì nên cẩn thận, sự xuất hiện của bệnh phù khiến tuổi đinh sửu yếu đi, thường xuyên lao lực quá độ mà mệt mỏi. Cát tinh Luận hung cát của tuổi đinh sửu cho hay năm nay bạn có nhiều cát hơn hung, cuộc sống nhìn chung sẽ là may mắn, vận số thuận lợi. Năm nay tuổi đinh sửu gặp hai cát tinh lớn là Bách Việt và Hồng Loan bạch việt giúp cho chủ nhân có sự nghiệp thuận lợi có người giúp đỡ trong công việc nên sẽ nhận được nhiều may mắn hồng loan đại diện cho tình cảm nam nữ muốn kết hôn cơ hội để kết hôn chuyện tình cảm của tuổi đinh sửu năm nay thực sự tốt cô gái tuổi sửu sẽ nhận được nhiều cơ hội để gặp gỡ với đối tượng của mình hung tinh bệnh phù đây là một hung tinh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người thân thể bị tổn thương bạn nên tránh làm lụng vất vả tăng ca áp lực quá độ rèn luyện sức khỏe, chế độ sinh hoạt điều độ. Chú ý đến tình trạng sức khỏe với các bệnh nguy hiểm. Sự nghiệp Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nữ mạng có sự nghiệp gặp Bách Việt là một cát tinh, mang đến sự lạc quan trong công việc. Đối với giai cấp làm công ăn lương, năm nhâm dần là thời cơ của các bạn. Cô gái đinh sửu nhận được cơ hội lớn để tăng lượng, quý nhân trợ giúp trong công việc cho nên mọi sự đều dễ thở. Tử vi dự báo năm 2022 tuổi đinh sửu nữ mạng đã 26 tuổi, đây là một năm trọng yếu, cho nên bạn cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ tận dụng thời cơ để thăng tiến và phát triển. Tài lộc Vận niên năm 2022 của tuổi đinh sửu 1997 nữ mạng, thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa, đây là điểm báo quý cô có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ trong năm này quý cô hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công. Quý cô trong năm nay may mắn kiếm tiền bạc dễ dàng. Có hoạnh tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Ngoài ra, trong năm quý cô gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Xem tử vi cho hay quý cô đinh sửu còn có sao mạch Việt chiếu mệnh vẫn là cát tinh mang lại nhiều may mắn, tài vận hanh thông. Dù là công việc chính hay phụ đều mang lại nguồn thu đáng kể cho người tuổi Sửu. Đặc biệt với những cô gái đinh Sửu theo nghiệp buôn bán, năm 2022 chính là thời cơ của bạn, vận số không ngừng đi lên, kiếm được nhiều tiền, thỏa mãn bản thân. Tuy rằng có nhiều phúc khí nhưng quý cô cũng không nên phô trương quá đà mà rước họa vào thân, đề phòng tiểu nhân gây hại ảnh hưởng đến tài vận của chúng ta. Tình cảm Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nữ mạng được đánh giá là thuận lợi về chuyện tình cảm bởi vì có sao hồng loan xuất hiện. Vận đào hoa của bạn năm nay khá tốt, có thể gặp được nhân duyên trời định, có một tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt, nữ mệnh độc thân năm nay sẽ có cơ hội thoát ế rất cao, có thể gặp được người tình trong mộng của mình. Đối với những cô gái đã kết hôn, tình cảm vợ chồng của hai cũng dần ổn định. Chúng ta trưởng thành và dần dần quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn tình yêu vì thế mà thăng hoa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nữ mạng có sức khỏe yếu hơn năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là cô gái tuổi sửu gặp hung tinh chiếu mệnh, thân thể không được tốt, thậm chí nên đề phòng bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe của cô gái đinh sửu khá yếu, bệnh cũ có thể tái phát khiến bạn không có được trạng thái tốt nhất. Lời khuyên cho các bạn nữ là không nên thức khuya và giảm cân bằng cách nhịn ăn. Chúng ta nên có một thói quen ăn uống, sinh hoạt điều độ để nâng cao sức đề kháng và sức khỏe của bản thân. Một điều nên làm là hãy đi khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng cơ thể, tránh đến lúc bệnh nặng rồi mới phát hiện thì lại không tốt. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích Tháng 1. Vận trình tài lộc của nữ mệnh 1997 trong tháng đầu năm nay vẫn tương đối lạc quan. Trong không khí sôi động và đậm chất lễ hội của Tết Nguyên Đán, tuổi Đinh Sửu có thể thu hoạch được những điều bất ngờ trong đời. Đặc biệt, kinh doanh của bạn đang rất phát đạt, cô gái Đinh Sửu có thể kiếm bội tiền trong tháng này. Tháng 2. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 nữ mạng có tài vận phát triển rất mạnh trong tháng 2 năm nay. Nhờ sự xuất hiện của các tinh, tài vận của bạn đặc biệt thịnh vượng trong tháng này, thiên tài và chính tài đều ổn định. Bên cạnh đó, công việc của bạn cũng khá tốt, có nhiều vận may trong tháng 2. Người tuổi sửu tuy tài vận tốt nhưng cũng không nên quá kiêu căng, tự mãn, nhất là trong cuộc sống hàng ngày, không nên tiêu tiền tùy tiện, nếu không rất có thể khiến tài lộc suy yếu. Tháng 3 Tử vi tháng 3 dự báo tình trạng sức khỏe của bạn không tốt, Hung tinh bệnh phù ảnh hưởng khiến bạn gặp vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày. Bạn nên cẩn thận trọng việc ăn uống, nhất là các bạn nữ đừng nên cố gắng nhịn ăn giảm cân mà không ăn uống đủ chất ảnh hưởng đến bản thân mình. Nên hình thành thói quen ăn uống điều độ và lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả tốt cho sức khỏe và tránh ăn quá no để tránh gặp phải những điều xui xẻo. Tháng 4 Tử vi tuổi đinh sửu 1997 năm 2022 nữ mạng dự báo tháng này có trạng thái không tốt lắm, sự ảnh hưởng của tiết thanh minh khiến bạn hay bị hiểu lầm, tâm tình bức bối. Cô gái tuổi đinh sửu thức đêm nhiều cũng khiến cho trạng thái tinh thần không tốt, uể oải không vui. Lời khuyên cho bạn là nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng nên tăng ca làm đêm nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Tháng 5 Quý cô trong năm có sao thái bạch chiếu mệnh, thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có kiết, có hung. Người nữ giới thường bị đau ốm, nên ngừa tiểu nhân và đưa đến sự tranh chấp, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Nhân duyên tháng năm của cô nàng đinh sửu khá tốt, bạn gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ tốt, người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương. Ngoài ra tình hình kinh doanh của cô nàng cũng khá tốt, vận thế đi lên mua may bán đắt, bạn nhận được nhiều cơ hội để làm giàu trong tháng này. Tháng 6 Tử vi nữ mệnh sinh năm 1997 dự báo nhân duyên của bạn đang nở rộ vào tháng 6. Sự xuất hiện của hồng loan giúp cho cô gái Đinh Sửu tăng sức quyến rũ và mị lực. Bạn có thể được yêu thích nhiều hơn, có thể gặp gỡ và tiến đến một mối quan hệ mới với người ta. Tử vi khuyên bạn nếu yêu thích thì nên bật đèn xanh cho người ta, thời điểm tháng 6 rất thích hợp để cô nàng Đinh Sửu nói chuyện yêu đương đấy. Tháng 7. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 nữ mạng vào thời điểm này nên đề phòng tiểu nhân phá hoại hung tinh và tiểu nhân cùng xuất hiện, mọi sự đều khó thành, thậm chí còn bị cản trở. Tuy nhiên vận số của bạn cũng không hẳn là quá xấu, đối với người làm việc kinh doanh sản xuất cũng sẽ thu được một ít lợi lộc. Trong công việc nên đề phòng đồng nghiệp phá hoại, cạnh tranh gây ảnh hưởng. Tháng 8. Sức khỏe của nữ mệnh tuổi Đinh Sửu trong tháng 8 cũng kém hơn tháng trước, do bị sao bệnh phù tấn công lại nên gặp thêm nhiều vấn đề về sức khỏe chẳng hạn như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng và bị sốt hoặc ăn quá nhiều thức ăn sống hoặc lạnh và gây đau bụng. Vì vậy, những người sinh năm 1997 tuổi đinh sửu nên chú ý hơn đến những vấn đề này để tránh bị các sao hung tinh lợi dụng gây nguy hiểm, làm loạn. Tháng 9. Tử Từ vi từng tháng tuổi đinh sửu năm 2022 dự báo vào tháng 9, tài lộc của bạn có chút giảm sút. Vì có nhiều tham vọng chi tiêu cho nên bạn khá tùy ý, tiêu tiền toàn không nghĩ nên ảnh hưởng nhiều đến túi tiền của bạn. Tháng 9 này vì tiêu xài không có kế hoạch mà bạn sẽ đứng trước nguy cơ túng quẫn. Cô gái tuổi sửu 1997 không nên vì ham muốn mua sắm của mình là khiến bản thân ảnh hưởng nhiều trong thời gian này. Tháng 10 Tử vi dự báo sự nghiệp nữ mệnh đinh sửu thời gian này sẽ ngày càng tăng lên. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, tăng lượng. Đây cũng là lúc bạn có hiệu quả công việc khá cao, điều này đáp ứng cho chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhận lấy nhiều cơ hội. Tháng 11. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 nữ mạng dự báo thời gian vận số của bạn trở nên tốt đẹp. Bạn không gặp phải vận rủi, tài lộc ngày càng tăng tiến. Cuộc sống cuối năm của cô gái tuổi Sửu viên mãn và hạnh phúc. Tháng 12 tài vận trong tháng cuối năm của nữ mệnh đinh sửu tăng lên nhanh chóng và thời điểm cuối năm các bạn sẽ bận rộn hơn đối với công việc và cuộc sống người phụ nữ đã có gia đình sẽ phải lo lắng nhiều hơn cho hai bên nội ngoại tuy nhiên đây cũng là thời điểm để bạn ngồi lại quây quần bên các thành viên trong gia đình để nâng cao tình cảm xin chào và hẹn gặp lại